Hello Quang Phạm, xin kính chào quý cô chú anh chị nha. Hôm nay Quang Phạm đến thăm nhà anh Toàn và gửi cho anh Toàn số tiền 1 triệu của mà cô Ngọc Trang đã tài trợ nha. Thì anh được biết là anh Toàn bị bệnh tai biến mạch máu não đó quý cô chú anh chị, mà giờ là gà trống nuôi con nha. Nên là hoàn cảnh thì rất là khổ, nhà thì cũng rất là nghèo, giờ còn hai đứa con mà nó nghỉ học hết trơn đó quý cô chú anh chị. Nên là được sự giúp đỡ của cô Ngọc Trang thì gửi cho gia đình 1 triệu, nên là giờ Quang sẽ đi trao 1 triệu của cô Ngọc Trang cho gia đình anh Toàn nha. Mời quý cô chú anh chị đi cùng Quang nha. Được rồi. Dạ. Đây là số tiền 1 triệu của cô Ngọc Trang. Thì em chào anh Toàn, đây là của cô Ngọc Trang đã gửi cho gia đình mình 1 triệu ha. Để anh Toàn cảm ơn mà cô Trang. Dạ, cô Ngọc Trang đã giúp đỡ cho gia đình mình 1 triệu. Rồi rồi được rồi. Vậy đó, mà không nói được mà cái miệng. Dạ thì ảnh miệng ảnh méo đó con. Méo đó đó, hay nghe không có rõ cũng nghe. Dạ chứ lỗ tai cũng nghe không rõ ha. Cháu tôi cho nó để tôi cũng mừng. Dạ dạ. Ăn cá rồi. Dạ. Tai quá cũng nhờ cô Trang giúp dạ. đỡ. Dạ. Cho con cháu tôi nó tôi. Dạ đây là cô Năm, cô của anh Toàn. Cô Năm là cô thứ mấy? Thứ 6. Thứ 6 ha. Cảm ơn cô Trang nhiều lắm nha. Dạ, nhà 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 mình là tổng cộng là có bao nhiêu người bà? Bà thì mấy anh em nói với tôi. Dạ, đây là má của anh Toàn và bà nội của mấy đứa. Bà nội của mấy đứa đó nè. Dạ. Thì bà nội là sống nhà ở trên kia sống bà nội. Nhà trên kia. Dạ. Nhà dưới đây là nhà của anh Toàn. Nhà của anh Toàn. Cô Năm đến để ở nhà ha. Tôi đau đó rồi nó cơm nước cho con tôi ở này. Dạ. Mấy tháng rồi bà Năm là phải bà thứ hai hả? Tôi thứ tư. Dạ. Vậy là bà là mẹ anh Toàn là thứ tư. Dạ. Vậy là gia đình mình có tổng cộng là bao nhiêu người bà? Bà có 5-6 người mà nó cũng có tật nguyền ra hơn một con tôi ở đó mù đó. Vậy là cũng có một người mù đáng nữa. Có mù ở kế bên nè. Dạ, cũng có mù luôn, từ nhỏ lắm. Năm bốn. Vậy là ở bển ai nuôi hay là ảnh tự sống? Tự sống, dạ, sống đều có nương cái hả? Có ảnh có vợ con gì không? Anh mù chứ? Có luôn ha? Có. Vậy là có mấy đứa con chăm sóc? Có đứa một à, còn đứa thiếu à, với nhỏ này, vợ nhỏ nãy. Mười mấy tuổi ha. Có đứa à. Rồi gia đình thì của anh mù đó làm gì sống? Thì cũng vậy. Thì vậy đó. Vậy làm sao? Vậy đó. Thì cũng đi kiếm ăn gì, bán số rồi vậy bả vậy đó. Bán số hả? Bán số á, nuôi vợ tụi con. Dạ. Nó bán số. Dạ. Đây là con của anh mà Toàn nè. Cái này có anh Toàn. Dạ. Út ăn được. Thằng này thằng lớn. Lớn là tốt. Tốt. Nó may lưới dạ. Tốt, còn thằng nhỏ kia được. Dạ. Đây qua quay nhỏ may lưới rồi Toàn. Tốt nè, giỏi lắm. Con chào quý cô chú anh chị đi. Chào Tốt. Chào các cô chú. Giỏi không? Thằng này thì vô ghim. Đó. Hai anh em vậy đó. Vậy là thằng anh thì mai còn em thì vô ghim ha. Một ngày là con làm được bao nhiêu tiền? 20 đến 40. 20 đến 40 ngàn tiền mai lú ha. Đây là một lú cái lú này nè là 4 ngàn nha quý cô chú anh chị. Dài chín thước là mai cái này là 4 ngàn. Anh nhìn nó mai lẹ không kìa, coi nó mai lẹ không, rất là lẹ luôn nha. Giờ gia đình là anh Toàn anh bị tai biến nên vợ anh bỏ rồi, giờ còn hai đứa con mà phải nghỉ học ở nhà đi chăm cha luôn nha, rất là tội luôn. Đây là bà nội của hai đứa. Bà nội cũng bệnh nữa. Cũng bệnh. Bà nội bệnh gì bà nội? Nó đủ thứ hết trơn trong cái mình đó. Đủ thứ. Yeah. Rồi chở nhà thương đó. Yeah. Rồi mấy bà nội tháng sống ai bà nội? Sống ở Úc. Giống với anh Út hả? Dạ. Anh Út làm gì bà nói? Nó đi làm thợ thiện đó. Nhỏ trai đó.
nhỏ trai nhà đi theo nó đó. Dạ, ôm nó. Dạ. Ừ. Dạ, con tình trắng đó phải không? Đó. Nó dạ. Đi ra mà ba cái cỏ bắt nó cạn vô tôi nó. Dạ, đúng rồi, nó có đi với với con đi hái gạo. Hái gạo ôm rồi ai cũng mình nói cười nó cũng chết đó. Vậy là bữa nay không có nhà ha. Không, bữa nay nó đi không có nhà. Dạ, đi làm ha. Trắng này còn đi học không? Nhỏ thì còn đi học không? Còn. Còn đi học ha. Dạ. Giờ hai đứa nhỏ nó nghỉ học hết trơn rồi, còn nghiệp quá. Đây nè, thấy không? Dạ hai đứa này phải chỉ rồi đó. Con đang làm gì tốt? Tiệm đang mà đó được. Ta làm được. Vô game. Cái này. Vô game hả? Vô game. Này vô game trên hai ha. Dạ. Còn hai này lớn. Thằng lớn Mai. Thằng nhỏ vô game. Con vô game vậy là một cái game vậy là bao nhiêu vòng? Thì nào đầy cái kim đó thầy rồi đó thôi hả, chứ không biết nhiêu vòng. Cái này là ba mấy vòng. Ừ. Ba mấy vòng. Vậy là bà năm có vô ha, tức là thẳng là ba mấy vòng. Có 35 vòng. Dạ, 35 bà năm. Đầy cái kim nó vậy, nó có vô nè. Nó có vô giùm đó. Từ đó tôi đau rồi đâu có đi được. Dạ, bà năm còn vô game được nữa không? Không, tôi vô cho nó nữa, về thằng này nữa. Dạ. Tao có mận gì thằng này vô cũng hết, nó vô cho nó. Bây giờ con chưa bà năm còn mấy giờ chưa? Có gì đó mới ăn sáng mẹ chưa? Sáng nha. Thì quay cho quý cô chú anh chị xem là cái căn nhà nó như thế nào. Được vô giới thiệu được rồi con. Dạ, được, làm hướng nhân viên coi. Có đồng tiền nữa rồi mày. Đẹp trai mà. Đẹp trai có đồng tiền luôn. Giới thiệu rồi nhà con một nát sao giới thiệu nè. Con nói đi. Hả? Nhà con một nát sao mấy chơi mấy cô chú ơi thương quá à. Một làm rớt trơn. Nói lớn là thật lớn lên con. Dạ nhà con một nát, lỡ đụng cái này lỡ rớt trơn ba cái này, rồi từ từ nó gãy. Cái vỏ cũng háo ra được nữa. Thấy tội chưa nè, nó nhà nè, cái mấy cây cột của nó mà nó con sợ mấy cây này gãy không? Dạ sợ. Lúc mưa lớn á sợ nhà nó có bị rung rinh gì không được. Dạ nhà miếng tôn nó ghê quá. Ghê ha. Dạ. Tao tôn nào mà nhà mưa mà nó bị rung rinh tôn nào. Nó dở, mưa dở đùng 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 nó dở. Cũng như là mưa gió cái nó dở tôn lên ha mà cứ nóng. Đùng đùng lên đó. Như đùng đùng ha. Chứ mình sợ hai nhà hai bên này che cho đỡ nè. Đúng rồi, con thấy hai nhà hai bên che không thôi nó cũng bị ấy rồi. Sợ sập rồi đó. Nè. Thấy quay vòng vòng cái nhà coi Toàn. Nè, cái này là cái tivi có cái tivi đời trước nè, tivi này còn đời cổ nè. Tivi này để làm kỷ niệm nè. Nói chung là làm đồ cổ được thôi chứ cũng không có hát được. Dạ. Cái này cũng một em nó bóp vô, cháu nó bóp vô. Đâu coi cái cây này coi Toàn quay sát cái vô nó bị nứt cái này gì nè. Mọt ăn hả? Thủng vô nè, bóp vô giờ tay mềm luôn á. Thôi. Da mềm luôn á sao? Quan không có da dám. Da bột mềm luôn. Quan không có dám gỡ đâu, gỡ là nó sợ nó sứt luôn. Nè, đó đây nè, thấy không? Đó. Em gỡ thôi chứ gỡ là tiêu đó. Thôi chú gỡ chú thường chết luôn á. Chú không có tiền thường. Chú không có tiền thường. Đây quay vòng vòng cái nhà sau rồi nè. Đây quay cái tòa này nè. Giới thiệu cho chú cái nhà của con đây nè. Con bẻ này đi chú không dám bẻ nha, sợ gãy cái chú thường à. Ok à. Đó. Đây là cái miếng nạc nó một nha. Chú anh chị. Thôi gỡ thôi luôn đi con. Nè, sắt chân để nó góp chúng đầu à. Ừ. Đây nè. Dạ cây này cũng bị gãy nữa. Mấy cây cây trong này gãy hả? Tối quá rồi quay không có thấy hả Tòng? Ừ. Nè cái chỗ này nè. Cái chỗ này này là cái có đèn không bà Năm? Có. Mắc đi. Nhờ bắt đèn lên. Đó, sáng sáng lên chút. Cái chỗ này là cái chỗ ngủ của bà Năm nhưng mà nhà không có cái tủ đựng nên là đựng đồ đỡ gì nè. Đây là gạo này của nhà nước cho nè. Bao cũng đỡ ha. Cái ghế trong này nó có một trời lên trống rồi. Đây là coi dưới đây nè Toàn, thấy không? Hư hết. Toàn bộ hư hết. Sáng nào gia đình con nấu ăn gì coi đây, chỉ cho quý cô chú coi. Giới thiệu coi. Hồi bà Sáu mua 5.000 nho leo để nấu canh. Dở rồi chú coi coi, ăn gì vậy? Ăn cái dồ. Cái dồ là cái kho hả? Mua cái đuôi á.
cái đùi ha. Dạ. Mới ướp hả? Chưa kho. Ừ. Dạ không có gì ăn hết. Nè, nãy chuối của ai cho được? Dạ nãy bà Út kia. Út cho ha. Dạ. Chú em nhỏ quá gì gì? Chú cao mà sao thấy nhỏ quá gì con? Đúng rồi, chú cao. Ờ một đứa chú cao nhưng mà chú này mấy bữa nãy ở dưới phải không? Không có, nguyên buồn của nó tại vì chú cao nhỏ trái. Chú cao nhỏ trái. Đúng hả? Rồi, cái này là nguyên buồn của nó nè. À, xíu à. Nhìn coi đây. Cái nào cho nó có chút xíu. Nhìn đây, nhà hầu như bị hư hết trơn. Toàn bộ đây nó quay chỗ này là toàn. Toàn bộ là bị hư hết trơn. Nhà mình đâu có nhà vệ sinh đã được. Có nhà vệ sinh không? Có. Có nhà vệ sinh ha. Cái bị ké hả? Bị ké hả? Ké nhà kia. Bị ké nhà kia hả? Bị ké nhà nhỏ cháu. Đâu cái cột đâu con chỉ cái cột cái tay con coi. Ừ, cột đó là sao? Con này nó đi hư luôn rồi. Chà, bỏ chân rồi hả? Dạ. Gãy luôn rồi. Gãy chân này. Chà, cũng bị lắm. Được rồi. Quay mấy khúc trên này nó bị gãy trơn rồi toàn. To này một cây thì gãy rồi. Nào quý vị xem được. Này toàn lê dối tay là đụng nha. Dối tay lên đụng nè. Nè. Đó, nó rất là thấp. Rất thấp nha quý vị chú vậy. Nóng quá rồi. Nóng, tại vì mình dối tay tới mà. Ừ. Về lại hỏi thằng được rồi, hỏi nó nhớ mẹ nó không? Được, con nhớ mẹ con không được? Dạ nhớ. Con có mong mẹ con về không, nói lớn lên để cho mẹ con nghe được rồi mẹ con về để thăm con ra. Dạ có. Nói sao con, nói sao, nói cho mấy bà mấy cô trên đây nghe ra. Dạ. Nhiều khi mấy bà mấy cô cảm động rồi có thể ủng hộ cho con, có tiền con đi học. Mẹ bỏ con mà con chưa bỏ mẹ. Mẹ bỏ con chưa bỏ mẹ ha. Nhớ mẹ mà mẹ không về. Nhớ mẹ mà mẹ không về. Dạ. Con nhớ là sao, nói cho chú nghe coi. Mẹ đi mà mẹ không nói gì cho mẹ gình gình mẹ đi. Tức là mẹ đi là mẹ trốn luôn, mẹ không có ấy. Dạ mẹ lấy giấy chứng minh em mà mẹ lấy giấy lộn của cha. Ừ. Xong cái bà cái đó là bà nhờ người ta kêu dùng gần cha không đưa. Xong cái mà giấy chứng minh đó không, bà cắt ra cho rồi xong cái bà lấy được giấy chứng minh rồi bà đi luôn. Không nói gì cho ông cha, ông buồn cũng xanh gấu phút. Như là cha con lúc mẹ đi là cha con thể hiện như thế nào, nó kể cho dạ, chú nghe kìa. Cha con buồn phút. Ừ. Rồi sao nữa? Dạ con hút thuốc. Lúc mà cha buồn hút thuốc, cha có nhậu nhẹt gì không? Không. Không nhậu nhẹt hả? Dạ. Ông nó nhậu chết còn nuôi con nữa. Bỏ con lại. Vậy là lúc mẹ con đi cha con buồn chỉ hút thuốc thôi ha, không có ăn nhậu gì cho ha. Ông nói hai đứa con còn nhỏ quá. Ừ. Lúc cha con phát bệnh gì con có gặp không, có biết không lúc đó cha con phát bệnh á? Dạ với đó con trong phòng con ngủ á, với đó ông cha con ngủ anh hai mình. À, phát bệnh lúc đó là giúp trưa hay là ban đêm? Dạ ban đêm lúc 3 giờ đó. Ừ. Ông cha con ngủ anh Minh hay xong cái ông đang đứng lên giọng ông té chú nhủi xuống. Ừ. Xong cái giờ chẳng tay kêu ông tơi rồi xong cái mới bưng ông lên ngồi vật đó. Ừ. Là ông hay nhức đầu, ông bứt cái tay ông nhíu đầu. Ừ. Lúng chân. Xong cái chở vô sĩ nói cái này có dấu hiệu tai biến, khám kỹ lại bị tai biến bạch máu não. Ừ. Vậy tai bị tai biến bạch máu não ha. Dạ. Liệt nửa người luôn. Dạ. Giờ nhà hai đứa nhà nghỉ học ở nhà chăm cha. Dạ. Rất là tội với quý cô chú anh chị. Thôi thì Quang Phạm cũng xin kết thúc video tại đây nha quý cô chú anh chị. Thì mong quý cô chú anh chị có thể có lòng hảo tâm để giúp đỡ cho gia đình anh Toàn nha. Quang Phạm bye bye quý cô chú anh chị.